Tôi dạy là hai, bạn học là hai, bạn đó là hai. Tôi dạy là hai, bạn học là hai, bạn đó là hai. Dạy là hai, học là hai, đó là hai, đó là hai. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Kể từ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học bộ các ngữ pháp liên quan đến N2. Ngữ pháp của N2 nhé mọi người nhé. Một chuỗi ngữ pháp đúng không? Có bao nhiêu bài nhỉ? Trong chuỗi ngữ pháp N2 này bọn mình dự định sẽ làm trong 10 clip. 10 clip thôi nhé. Thế nên là rất là mong mọi người sẽ theo dõi, ủng hộ mình từ clip đầu tiên đến clip cuối cùng. Thi thoảng hơi chậm một chút, mong các bạn thông cảm nhá. Ok. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay đi. Không các bạn chờ lâu đấy. Bộ ngữ pháp đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là Kagiri. Kagiri thì trong N3 mình đã gặp một lần rồi, đó là Naninani Toa Kagiri Kagiranai, có nghĩa là không nhất thiết, không giới hạn là. Nhưng mà sang đến N2 một loạt những Kagiri luôn. Thì ngày hôm nay bọn mình đã tổng hợp trong một clip với 5 cách sử dụng của Kagiri. Đó là những cách gì chúng ta cùng xem nhá. Đúng rồi. Thứ nhất, vào ý nghĩa thứ nhất, đó là ní Kagiri, danh từ ní Kagiri desu ne. Mọi người nhớ chỉ là danh từ ní Kagiri xong phẩy, hoặc là nếu mà đứng ở cuối câu sẽ là danh từ ní Kagirimasu. Chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Chỉ trong hay là chỉ đối với cái gì đó, hay là chỉ riêng cái gì đó. Và cái ngữ pháp này chúng ta sẽ thường gặp ở trong các mẫu câu, ví dụ như là thông báo chẳng hạn, đúng không? Của cửa hàng đúng không? Hay, ok, chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ đầu tiên này. Ví dụ 1. Mình đọc câu 1 thôi nhá. Hajimete no okyakusama ni kagiri muryou otameshi setto o omoshikomi itadakemasu. Ok. Bây giờ mình sẽ phân tích câu này như thế nào nhá. Chúng ta nhìn này. Danh từ ở đây sẽ là hajimete no okyakusama. Thì mình sẽ dịch là gì đây nhỉ? Chỉ riêng đối với những vị khách đến đầu tiên, đúng không? Đầu tiên thì làm sao đây? Chúng ta tưởng tượng ví dụ đây là trong một nhà hàng ăn chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ nhận những đăng ký có thể được ăn thử. Mọi người hiểu chưa? Ok. Đấy, ví dụ Nibame. Kouzou no kengaku wa yoyaku sareta kata ni kagirimasu. Câu này thì là mẫu danh từ ní Kagirimasu ở đuôi câu đúng không? Mình sẽ dịch từ chủ ngữ xong rồi sang đến vị ngữ nhá. Chủ ngữ sẽ là Kouzou no kengaku, nghĩa là nhỉ, việc tham quan kiến tập nhà máy thì chỉ dành riêng cho đối tượng nào đấy nhỉ mọi người? Đối tượng đó là những ai mà đã hẹn trước rồi. Ok. Yoyaku saretemasu. Xong rồi nhé. Ok. Hay là 3番 ですね。申込書を出すのは 本日に限ります. Toàn những câu mang tính chất văn phong trang trọng đúng không? Mọi người sẽ nhìn đâu ở chủ ngữ nhỉ? Từ chữ nộp hóa trở lên đúng không thầy? Hay thì câu này có nghĩa là cái việc mà nộp giấy đăng ký chẳng hạn đúng không? Đúng không nhỉ? Giấy đăng ký ở đây thì chỉ dành riêng cho ngày hôm nay, tức là chỉ nộp trong ngày hôm nay thôi nhá. Ok. Hay, vậy thì chúng ta bước sang mẫu ngữ pháp thứ hai. Đó là ni kagite. Cái này sẽ đặc biệt gặp nhiều này. Bởi vì sao? Bởi vì cái danh từ ni kagite mà phẩy ở giữa nhá, có 3 nghĩa cơ mọi người ạ. Có 3 nghĩa đúng không? Nghĩa đầu tiên đó là nghĩa thứ nhất, đó là gì nhỉ? Chỉ những cái đối tượng này, hay là càng những cái đối tượng này thì nó sẽ như thế này, thì thường có xu hướng làm sao đó nhé. Có một điều đặc biệt tí nữa khi mà mọi người vào những cái ví dụ sẽ thấy là thường những đối tượng này hay có xu hướng không được tốt cho lắm. Không được tốt cho lắm. Ví dụ đầu tiên 1番 お金持ちに限ってケチでお金を出すのを嫌がるんですよね。そうですよね。 Mọi người không biết nghe câu này, chắc là câu này mình gặp nhiều rồi đúng không? Đó là càng những người okanemochi là những người lắm tiền, những người giàu, thì lại càng là những cái kiểu mà kechi de là kiệt sỉ đúng không? Và thứ hai nữa là không thích tiêu tiền. Không thích tiêu tiền. Hãy mình đọc câu số 2 nhé. Yoku shiranai yatsu ni kagitte erasona koto o iu. Một câu cũng rất là thú vị đúng không thầy? Đúng rồi. Yoku shiranai yatsu ở đây là một danh từ đó. Yatsu là gì mọi người? Yatsu là cái gã, cái người, cái thằng đúng không? Càng những cái thằng mà chả biết cái gì thì lại hay nói những cái lời mà eraso, kiểu như là nghe ghê gớm lắm, vĩ đại lắm đúng không? Thì mình hay gọi là gì nhỉ? Càng những cái thằng mà chả biết gì càng hay bốc phét đúng không? Được đúng không? Cô giáo dịch rất là hay đúng không các bạn? 3番 太ってる女性に限ってあんまり運動しない Thực ra câu này là câu mình tự chuẩn bị để tự nói về bản thân, đúng không? Càng những cái cô gái mà béo béo á thì lại càng không hay vận động. À mà thì Indochina được nhiều. Hay. Ok. Ý nghĩa thứ hai của Nikagite nó là gì nhỉ? Đúng vào cái lúc, đúng không? Ở đây thường đi về ngày này, tháng năm này, hay là cái hôm nào hôm đó, đúng không? Nhớ nhá, danh từ Nikagite càng vào những lúc này hay đúng vào những cái lúc này thì lại không may thế này đó, đúng không? Thế nào nào đó hết. Ichiban. Ichiban. Kyou Nikagite kasa o motte konakatta. Mọi người dịch câu này thế nào? Cho 3 giây nhá. 3, 2, 1, hết giờ. Câu này sẽ dịch là gì đây? Đúng hôm nay này, không mang ô thì thêm đèn chứ. Ngày nào cũng mang ô thì thôi, nhưng mà đúng hôm nay trời mưa thì lại không mang. Tsuitenai. Rồi, kyou nikagite desu ne. Ok. Tsuitenai là đèn nói nhá, đèn thế. Chả ni ba em đọc nhá. Đọc đi. Hay, chả ni ba mình sẽ đọc. Okane ga nai hi nikagite, koibito ni eiga ni sasowareta. Ôi, đúng cái những hôm không có tiền lại bị bạn gái rủ đi xem phim. Đúng rồi, đúng mà cái lúc không có tiền, tiền khô cháy túi thì lại bị bạn gái rủ đi xem phim, đúng không? Hay, 3番 ですね。答えがわからない時に限って先生に質問される。Câu này sẽ với nhiều bạn đang ngồi trên ghế nhà trường này. Đúng vào những lúc, đúng không? Đúng vào những lúc Toki, đúng không? Đúng vào những cái lúc mà không có biết câu trả lời gì, cô hỏi thì thường câu nào trả lời được. Đúng vào cái lúc không biết câu trả lời thì lại bị cô giáo hỏi này. Không. Ok. Hay, chúng ta sang ý nghĩa thứ ba của Nikagite. Đó là danh từ thường đứng trước là người, con người, Nikagite. Ai chứ? Ai chứ, đúng không? Ai chứ không thể nào làm một cái gì đó. Đúng không? Tức là cái danh từ này là một người mình vô cùng tin tưởng. Đúng rồi, tin tưởng. Tức là ai chứ cái danh từ này, cái thằng này, cái đứa này thì tuyệt đối không có làm cái chuyện đó đâu. Tức là làm cái chuyện xấu nên nó mới phải tin như vậy nhá. Đúng rồi, ok. Ichiban. Hai. Uchinoko ni kagite okane o nusumu hazu ga nai. Rồi, ai chứ con nhà tôi thì không có chuyện là gì để đi lấy trộm tiền đâu. Ok. Hai, 2番. Reisei na Jun sensei ni kagite kyuu ni bạn nào mà tiếp xúc với thầy Dũng nhiều sẽ thấy thầy Dũng là một người vô cùng là bình tĩnh điềm đạm. Ai chứ một người mà bình tĩnh điềm đạm như thầy Dũng tuyệt đối không có bao giờ tự nhiên lại bị cáo đâu nhé. 3番 Itsumo majime na kare ni kagitte tondemo nai riyū de gakkou o yasumu hazu ga nai. Ai chứ anh ấy, một người mà lúc nào cũng rất là chăm chỉ nghiêm túc thì không bao giờ có chuyện mà nghỉ học bằng một lý do vô cùng là tondemo nai, một lý do vô cùng vớ vẩn. Mọi người hiểu con này chưa? Ok. Đấy, xong về ba nghĩa của Nikagite nhé. Hay, chúng ta vào mẫu thứ ba của Kagite, đó là Nikagirazu. Nikagirazu, mọi người biết Nikagirazu cái từ dự nó bằng với từ gì không nhỉ? Kagiranai. Bằng với Kagiranai. Có nghĩa là gì đây nhỉ? Không chỉ nào mà còn không chỉ đấy. Có một điều đặc biệt mọi người thấy danh từ đứng trước Nikagite từ nãy giờ toàn là danh từ thôi, đúng không? Chỉ cần nhớ thôi nhá. Okay. Hay, thì không chỉ danh từ mà còn thế nào đó. Hay, Ichiban. Hay, câu đầu tiên. Saikin josei ni kagirazu dansei mo kessou o suru. So đấy nhé. Gần đây thì không chỉ danh từ đứng trước nhá. Không chỉ con gái mà còn cả con trai cũng trang điểm đấy, trang điểm. Hay, 2番 Kono haiyu wa wakamono ni kagirazu chūnen no josei ni mo ninki ga arimasu. Rồi đấy, mọi người có đọc được từng chữ Hán trong câu này không? Câu này đầu tiên nhá, cái chủ ngữ đó là cái người diễn viên star đó, người gì nhỉ? Diễn viên đó thì không chỉ thứ nhất là ai là wakamono, không chỉ là những người trẻ. mà ngay cả những cái người phụ nữ trung tuổi, tức là tầm 30 tuổi trở lên, đúng không, thì cũng rất là yêu thích. Mà dịch từ từng chút một là ra mà nhá. Hay. 3番. Ok, 3番. Hay, mình đọc tiếp. Park sensei wa keizai ni kagirazu rekishi ya bunka ni mo kuwashii. Ai đây nhỉ? Park sensei, đúng không? Thầy Park thì làm sao mọi người biết từ kuwashi, ní kuwashi là gì không thầy? Ní kuwashi là rất là giỏi, rất là hiểu biết, am hiểu tường về cái đó, đúng không? Thì thầy Park thì không chỉ am tường về thứ nhất là keizai, nên không chỉ am tường về kinh tế mà còn hiểu biết về cả lịch sử lẫn cả văn hóa nữa nhá. Hay. Rất là nhanh. Mẫu thứ tư. Mẫu thứ tư của Kagiri đó là gì ạ thầy nhỉ? Cách kết hợp của nó là Veru, Venai này hay là Veteru cộng với Kagiri đấy nhé. Tức là mình coi Kagiri như một danh từ kết hợp với nó đúng không? Chúng ta sẽ dịch là chừng nào mà còn đúng không? Thì vẫn thế nào đó. Chừng nào còn sống thì anh vẫn cứ mãi yêu em chẳng hạn. Đó như thế. Đấy. Đúng không? Đấy. Ok, chúng ta đi vào từng ví dụ một nhá. Câu thứ nhất này. Hay. Câu thứ nhất. Keisatsu ni iru kagiri anzen desu. Cứ mà còn đúng không? Cứ mà còn có cảnh sát thì đương nhiên là sẽ gì đây nhỉ? An toàn đúng không? Đấy. 2番 hatarakeru kagiri issokenmei hataraku. Tôi đúng không? Tôi thì làm sao nhỉ? Chừng nào mà còn có thể làm việc hatarake được này. Câu này mình sẽ dịch là tôi chừng nào mà còn có thể làm việc thì vẫn còn muốn cố gắng làm việc hết mình đúng không? Ishokenmei hataraku. Ok. Hay 3番 悪い生活習慣を直さない限り健康になれないんです. So đấy nhé. Chúng ta có từ mà kenko ni narenai tức là không thể nào mà sống khỏe, sống tốt được đúng không? Thì câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Chừng nào mà còn chưa sửa lại những cái thói quen sống không được tốt đẹp cho lắm á, như ví dụ như là hút thuốc lá, uống rượu này, xong rồi đi linh tinh đúng không? Thì vẫn còn chưa thể nào mà khỏe mạnh, sống dai, sống thọ ở đâu. Này. Hay. 4番 はい生きている限りどんなことでもチャレンジする。そうですね。チャレンジする nghĩa là thách thức bản thân đúng không? Chừng nào mà còn sống thì tôi chuyện gì tôi cũng muốn thử thách thức bản thân mình. Đôn na koto de mo challenge suru. Hay, ok. Xong nghĩa số 4 của Kagiri. Câu thứ 5, chúng ta sẽ kết hợp gì veru này, venai hay là danh từ với lại ni kagiru. Khi mà ni kagiru đứng cuối câu thì chúng ta có thể dịch là đó là gì? Là cái gì đó tốt nhất mà mình nghĩ, tức là mình làm, mình không làm, mình cái danh từ đó thế này thì là tốt nhất rồi đấy nhé. Câu này như kiểu câu ichiban ii đấy, kiểu như vậy nhé mọi người nhé. Thì chúng ta đi vào ví dụ nhé. Ví dụ nhất này, iana koto wa wasureru ni kagirimasu yo. So đấy nhé. Câu này có nghĩa là gì đây? Mọi người dịch được không? Câu này đó là những cái điều mà chán chường, không thích, chán ghét đúng không? Thì tốt nhất là quên đi. Đấy. Và sự đề được nikagirimasu. Quên đi là tốt nhất là quên đi. Hay, 2番 Kikena tokoro e wa chikazukanai ni kagiru. Rồi đấy, câu này nghĩa là tốt nhất là mình có thể dịch từ dưới lên nhá. Tốt nhất là không nên đến gần những cái nơi mà nguy hiểm. Kikena tokoro. Câu cuối câu. Câu cuối câu em xin phòng đọc nhé. Ok. 蒸し暑い日々にはビールに限ります. Câu này rất đơn giản rồi đúng không? Vào những cái ngày mà oi bức thì bia là tuyệt vời nhất. Ok, mọi người hiểu chưa? Ok. Thực ra thì danh từ cách sử dụng của Kagiri không đến mức khó như thế, nhưng mà chẳng qua những bạn nào mà khi học N2 thì cứ thấy hôm nay gặp, mai lại gặp, ngày kia lại gặp, ôi sao mà nhiều cách sử dụng thế đúng không? Vậy thì chúng mình cùng nhau tổng hợp lại một chút để cho các bạn nhớ nhá. Ok. Thứ nhất đó là ni kagiri hay là ni kagirimasu có nghĩa là chỉ riêng hay là chỉ trong hay là chỉ đối với ai đó. Thì mọi người có nhớ ví dụ gì không? Chúng tôi chỉ nhận đăng ký miễn phí chỉ đối với những cái vị khách mà lần đầu tiên ấy. Chúng ta quay trở lại một chút nhá. Ok. Hay là câu số 2. Hai là ni kagite thì có 3 ý nghĩa nhá. Thứ nhất là càng những đối tượng nào đó. Càng những người kiệt sỉ thì lại không tiêu tiền này. Đúng rồi. Hay là đúng vào những cái lúc đúng vào hôm nay thì lại không mang ô vì trời mưa đấy đúng chứ nhỉ? Hay là ai chứ không bao giờ có chuyện con ai chứ thầy Dũng này thì không bao giờ có chuyện tự nhiên nổi cáo đúng không? Ok. Đấy là thứ 2 đúng không? Thứ 3 ni kagirazu dự nó không chỉ. Câu này đơn giản rồi. Thì cái này dễ rồi nên không chỉ danh từ mà còn. Thứ 4 veru venai hay là veteru kagiri đó là gì nhỉ? Trong khi còn cái gì đó thì tôi chừng nào mà còn có thể làm việc thì tôi muốn cố gắng hết sức lại làm đúng không? Hay chừng nào mà còn sống thì điều gì tôi cũng muốn thách thức mình. Này. Chừng nào còn sống thì anh vẫn yêu em. Ok. Chừng nào còn sống thì mình vẫn cứ muốn dạy tiếng Nhật cho tất cả các bạn. Ông già. Ông già. Hay, cuối cùng về nay đúng không? Cái gì đó mình nghĩ là nhất. Ngày nóng như thế này thì bia là tốt nhất. Ok. Hết rồi. xong rồi đúng không? Hơi dài một chút nhưng mà rất là hay. Mà ngữ pháp là mình thấy rất là dễ dùng, thì thậm chí là những bạn nào mà có khi là mới từ N4 N3 khi dùng được anh nhỉ? Dùng được. Đơn giản. Hay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới. Nếu mà thấy thích thì mọi người nhớ like và comment. Nếu mà thấy thích mọi người nhớ like. Bye bye.